Chị biết không, tôi mới la cho nó một trận xong rồi tôi mới qua đây nè. Tôi qua đây là để xin lỗi chị. Xin chị đừng có để bụng, con gái tôi còn trẻ người non dạ, lại được tôi cưng chiều từ nhỏ nên quen thói ích kỷ. Thấy chị chia sớt tình thương cho con Diệu, nó ganh ghét mà làm chuyện điên khùng. Con của tôi bậy bạ hết sức. Thì chị cũng biết đó, hồi đó tới bây giờ á, tôi thương nó như là con gái tôi vậy. Vậy mà lần này nè, cả hai vợ chồng nó làm tôi thất vọng ghê gớm. Chị à, không phải tôi bênh con của tôi đâu, nhưng mà con gái tôi nó làm như vậy cũng bởi vì nó quá thương chị. Nó không muốn chị chia sẻ tình thương cho người nào khác. Nói vậy là tôi không được quyền thương con dâu con rể nào khác hay sao? Dạ tôi biết rồi, là con tôi nó bậy, cho nên mấy bữa nay tôi la để dạy dỗ nó. Nó đã hiểu được lý lẽ rồi. Tôi thấy nó cũng ân hận lắm. Xin chị đừng ghét bỏ nó mà tội nghiệp cho con tôi. Trời ơi, chị đừng có nói vậy. Con gái chị nó là con dâu tôi, nó làm trật, nó làm sai thì tôi la tôi rầy nó. Làm gì mà có chuyện ghét bỏ ở đây? Dạ tôi biết, con gái tôi nó biết sai rồi, nó cũng buồn lắm. Mà thiệt, con nhỏ con tôi á, từ nhỏ tới lớn nó có cái tật, hễ mà mỗi lần nó buồn á thì nó bị nhức đầu. Bởi vậy chị để nó từ từ cho nó khuây khỏa, xong rồi á, nó sẽ về đây rồi tính toán sổ sách cho chị. Chứ đầu óc của nó trong lúc này càng tính á, thì càng sai đó chị. Chuyện đó đâu có gấp gáp gì đâu chị. Dạ chị nói được như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Nhà sao vắng vẻ quá. Vợ chồng thằng Phát ẵm con về ngoại, nhà vắng luôn tiếng cười. Cũng may là còn chút cháu nội đích tôn này đây. Loan ơi, hãy quay về với má đi con. Má phải làm căng với con. Sao Thái không chửi Loan đi? Tại sao Thái phải chửi Loan? Tại vì Loan có mắt mà như mù, có tai mà như điếc. Bao nhiêu lần Thái khuyên can nhắc nhở, Loan chẳng những không thèm nghe mà còn kinh ghét Thái nữa. Loan thiệt là khi yêu ai cũng mù quáng, chứ đâu phải mình Loan đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Loan phải làm sao đây hả Thái? Loan thật sự không biết mình phải làm sao hả? Bây giờ Loan đang rối lắm. Loan không biết phải làm gì, Loan không biết phải nói gì, đối diện sao với con người hai mặt đó nữa. Loan hãy hành động theo lý trí của mình. Thái giúp Loan nhìn rõ vấn đề, còn giải quyết như thế nào là do Loan quyết định. Loan biết mình phải làm gì rồi. Một lần nữa Loan cảm ơn Thái nha. Mình là bạn bè, sao phải nói hai tiếng cảm ơn, nghe nó xa lạ quá. Thái à,
lời xin lỗi. Coi kìa, hết cảm ơn rồi xin lỗi. Khách sáo quá đi à. Loan cứ tưởng tượng mà coi, nếu Duyên đã ném xuống mặt nước sẽ là mặt nước sao động. Nhưng rồi không lâu sau, Duyên đá sẽ chìm sâu dưới lòng sông, mặt nước lại yên ngã trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Những tổn thương hiện nay của Loan rồi cũng sẽ lành lặn như vậy. Loan đừng lo. Loan ơi, anh về rồi nè. Loan à, có gì ăn không em? Cho anh ăn với, anh đói bụng quá à. Xin lỗi Loan, em hết tiền rồi, em không thể nào tiếp tục lo cho anh ăn được nữa. Anh đi tìm chỗ khác mà ăn đi. Em sao vậy? Vẫn chưa hết giận anh nữa à? Anh nói rồi, từ từ, đâu cần gấp gáp về nhà anh làm gì. Xin lỗi, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không đòi anh dẫn em về nhà nữa. Thôi mà, anh sẽ đưa em về, nhưng mà không phải lúc này. Lúc này công việc của anh bận quá. Thôi, anh đừng có đóng kịch nữa, hạ màn đi. Em nói vậy là sao? Là tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Cho dù bây giờ anh có nói gì, tôi cũng không tin đâu. Loan, em... Suốt một thời gian qua, tôi giống như là một con ngốc trước mặt anh. Anh nói gì tôi cũng tin, tin cả những điều hết sức vô lý. Tôi đã vì anh mà làm những chuyện có lỗi với gia đình, với má của tôi. Vì tin lời anh, rốt cuộc tôi đã cố gắng chạy đôn chạy đáo để lo tiền cho má anh mổ. Nhưng mà sự thật, má anh đã chết từ năm trước rồi. Trời, em nghe lời ai nói bậy vậy? Anh nói Xuân Đào là em họ của anh hả? Đúng rồi. Tôi đã từng tin như vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Loan à, em... Anh còn tính lừa tôi tới khi nào nữa? Bây giờ tôi không còn gì để anh lợi dụng đâu. Hạ màn đi. Được thôi, hạ màn thì hạ màn. Vở diễn này cũng không còn gì hấp dẫn nữa rồi. Tôi khốn nạn. Hiền. Hiền. Ủa Hiền. Anh hai chị hai. Má ơi, anh hai chị hai về nè, ẩm theo thằng Lộc về luôn nè. Má. Chị hai, cho ẩm nó xíu đi. Từ từ. Ôi trời ơi, hai vợ chồng con về. Trời ơi, vô nhà đi con, để kẻo nắng em con. Dạ, vô dạ. Đi con. Dạ, vô nhà đi. Mình vô nhà nha con. Ồ, ngồi cưng, đây, ngồi cưng đây nè. Đi con. Ồ, nhõng nhẽo hả? Thương mà. Hai, cho chú bẩm nó đi. Cẩn thận nha, dạ. Cháu còn nhỏ lắm á. Được không đó con, cẩn thận nha. Dạ được mà, không có sao đâu. Cứ để cậu cháu nói chuyện nhau đi. Hai ơi, nó nặng quá à. Ôi trời ơi, nói quở cháu vậy. Thôi đưa đây cho má, dạ. Ôi, đưa cho ngoại ẩm nha. Ôi, bà ngoại ẩm nè. Ẩm nó thích, mà nó nặng quá trời à. Nói bậy nói bạ không à. Ôi, cưng. Cưng mà. Càng ngày càng lớn nó giống con ghê vậy con. Giống con thiệt hả má? Không giống con, liệu con Diệu nó sống yên được trong nhà con sao? Má xin lỗi, má không có cố ý. Dạ, con cũng cảm ơn trời Phật, trời cho
thằng Lộc nó giống con, cho nên vợ con không bị khổ. Con xin lỗi má, nhưng mà được rồi, đứa sau giống Diệu nha, đứa đầu giống con đi, để má với lại Diệu không khó chịu. Mà tụi con bồng Lộc về đây, con có xin phép chị nhà bển không? Dạ có má, má cho phép thì tụi con mới dám ẩm về. Vậy mới phải đó con. Qua đây với mẹ nè, qua đây. Đi qua mẹ ẩm đi con. Ôi, trời ơi, ai chọn con trai hoài chị về. Để con ra ruộng con thăm câu, coi có con cá lóc nào không, đem về nấu cháo cho hai ăn. Hai thích ăn cá lóc nấu cháo mà đúng không hai? Cho anh đi nữa. Dạ, đi anh hai. Nè, đi cẩn thận đó con. Dạ, dạ. Má khỏi lo. Tạm biệt ba đi con. Đi tạm biệt ba đi. Chắc cháu nó buồn ngủ rồi đó. Cưng nè, cưng nè. Ôi, con trai mẹ buồn ngủ rồi. Ôi, cưng thương thương mà. Đến đi con. Được không thấy? Được rồi nè, cháy rồi. Loan, lấy cái dẻ lau để lau cái bàn, lau cái đèn. Bạn học gì đâu mà bụi quá trời luôn à. Ừ, đợi Loan chút. Chủ nhà ơi, ra lấy thư nè. Dạ, dạ rồi, ra liền. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ai gửi thư cho mình vậy ta? Loan, ai gửi thư cho Loan vậy? Không có gì. Thư ở dưới nhà gửi lên thôi. Thư nhà. Nhưng mà tại sao mặt Loan lại tái xanh vậy? Loan. Loan, có chuyện gì Loan nói cho Thái biết đi. Thái sẽ chia sẻ cùng Loan mà. Bộ Loan không tin tưởng Thái sao? Thái ơi, Loan xin Thái đừng có hỏi gì Loan lúc này hết. Loan đang sợ lắm. Thôi, Thái đi học đi. Khi nào bình tĩnh á, Loan sẽ kể cho Thái nghe. Đi đi Thái. Đi học đi. Loan cần ở một mình. Nhưng mà Loan không đi học hả? Loan cứ đi học đi. Chuyện gì cứ để qua một bên, rồi chiều mình tính tiếp. Thôi, Thái đi đi. Đi đi. Thái sẽ đi học. Nhưng mà Loan phải hứa với Thái là không được làm điều gì dại dột hay chưa? Loan hứa mà. Thôi, Thái đi đi. Đi đi Thái. Sao em hài lòng với những bức ảnh vừa xem chứ? Phải nói là tuyệt đẹp. Nhưng rất tiếc những thứ đó chưa thuộc về anh trọn vẹn. Thôi thì tụi mình sòng phẳng với nhau nghe. Để cảm ơn anh đã gìn giữ trinh tiết cho em, và để bù đắp cho những công sức của anh trong thời gian yêu nhau, em hãy gửi cho anh 2 triệu. 2 triệu đồng với em chắc không là gì đâu, có đúng không? Em hãy đem những tấm hình này về cho má em xem. Khốn nạn. Nếu má em thấy danh dự của con gái mình đáng giá, thì chắc chắn bà sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh thôi. Hãy nhớ, nếu sau 1 tuần không có tiền cho anh, thì những tấm hình này sẽ lập tức xuất hiện ở sân trường em. Đồng thời, nó cũng sẽ có mặt ở cái làng quê hẻo lánh của em nữa đó. Em yêu à. Thank you.
trong bụng má cũng đứt từng khúc ruột. Ủa Loan ơi, chuyện gì xảy ra cho Loan vậy Loan? Tại sao Loan như thế này? Loan, ai gửi thư cho Loan vậy? Mà trong thư nói gì mà Thái thấy Loan như sắp chết vậy Loan? Loan, nói cho... Ta định thử thân. Trời, làm sao mà Loan có thể sống được nữa hả? Hắn đúng là kẻ tàn thần lương tâm. Tại sao mà hắn có thể khốn nạn đến như vậy chứ? Lại là Hiệp à? Anh ta còn muốn gì nữa? Thái có tưởng tượng được không? Hắn đã... Rồi. Cảm ơn chị Tư. Cảm ơn chị. Sao bữa nay tự nhiên có nhà hứng rủ em đi uống nước vậy? Từ nào giờ anh có bao giờ rủ em đi ăn uống gì đâu. Em hỏi gì kỳ vậy? Mình là vợ chồng, rủ nhau đi uống nước bộ lạ lắm hả? Ờ, thì vợ chồng người ta thì không có lạ, nhưng mà đối với anh thì rất là lạ đó. Sao, có chuyện gì phải không? À, có gì đâu. Thiệt không? Ừ, không có chuyện gì vậy, em đi về nha. Ê, khoan, khoan đã. Tôi là vợ của anh mà. Có chuyện gì hả là tôi đi guốc trong bụng mấy người rồi. Sao, chuyện gì nói đi. Mỹ à? Ừ. Anh đang kẹt tiền cần mấy trăm ngàn, em cho mượn tạm nha. Cái gì? Mấy trăm ngàn hả? Anh cần gì mà nhiều tiền quá vậy? Để làm gì chứ? Để anh trả nợ. Trời đất ơi, má đã trả hết nợ nần cho anh rồi mà. Nè, đừng có nói là mới có mấy ngày hôm nay mà anh gầy bao nhiêu đó nợ nần nghe chưa. Không có đâu mà. Lần trước má trả cho anh á là trả những cái khoản mà quán má biết thôi. Còn những khoản khác má đâu có biết được đâu em. Em cho anh mượn đi, anh trả giúp cho tụi nó. Anh hứa với em á, từ nay á anh sẽ không bao giờ rượu chè cờ bạc gì nữa. Lời hứa của anh á, con nít còn không tin nữa. Mỹ à, bây giờ dù gì á tụi mình cũng là vợ chồng với nhau. Không lẽ em thấy anh chết mà không cứu sao? Bây giờ em cứu anh á, rồi ai cứu em đây? Mà anh cũng biết đó, mấy bữa nay em á siết hết mọi mặt rồi. Em không có nhiều tiền mà cho anh mượn đâu. Thì anh biết. Cho nên á, à Mỹ à, anh tính vậy nè. Hay là em cho anh mượn mấy món nữ trang của em đi. Mày mốt có tiền á, anh mua lại mấy cái khác cho em, mắc tiền hơn luôn nha. Thôi, anh đừng có dụ em. Với lại bữa giờ á, em đưa hết mấy số nữ trang đó cho má cất rồi. Thì bây giờ em giả bộ em lấy lại, em nói là đưa cho em đeo. Mệt quá à. Em muốn lấy lại á thì gặp má mà lấy. Bực bội à. Cũng vì chuyện của anh á. Mà anh thấy không, má la em rồi bị giả lay vậy á, anh vừa lòng chưa? Thì á... Thì cái gì mà thì, mệt. Uống ly nước cũng yên nữa. Anh muốn làm gì anh làm đi, tôi đi về. Kì Mỹ, để nói đã. Mỹ, Mỹ. Trời ơi, chết rồi. Lấy tiền đâu mà trả cho tụi nó bây giờ trời. Loan và hắn ta chưa từng vượt qua giới hạn. Loan cũng không biết tại sao hắn ta lại chụp được những tấm hình đó. Đúng rồi, Loan nhớ rồi. Có lẽ hắn ta chụp trong lúc Loan đang mê man vì sốt cao. Đúng rồi, chỉ có lúc đó thôi. Khốn nạn, khốn nạn thiệt mà. Loan phải kiếm đâu ra 2 triệu để thỏa mãn nhu cầu của hắn hả Thái? Theo Thái, mình phải kiếm cách nào giải quyết. Không thể đưa tiền cho hắn. Bây giờ không đưa tiền thì những tấm hình đó sẽ được tung ra. Trời ơi, làm sao mà Loan dám nhìn mặt mọi người nữa.
Đúng rồi, Loan sẽ về nhà. Loan sẽ xin tiền anh chị để giải quyết chuyện này. Đúng rồi, phải về nhà. Kìa Loan, Loan. Loan à, vậy thì Thái sẽ cùng đi với Loan. Không cần đâu, Loan đi một mình được mà. Thái không yên tâm để mình Loan đi với tâm trạng này. Với lại Thái hy vọng trên đường đi mình sẽ nghĩ ra một cách giải quyết việc này thật tốt hơn. Mực giỏi quá à. Không có con Chí nào hết á. Mỗi ngày á, chị sẽ tắm cho Mực sạch sẽ thì làm sao mà có Chí được. Quyết định vậy nha. Tránh ra coi. Gì đâu mà ngồi cản đường cản lối chằng ràng à. Chó gì đâu mà mặt đen thui thui lùi à. Lúc nào nhìn cái mặt cũng chù ụ giống như chủ của nó vậy đó. Mực, đi vô. Mực, đi vô Mực. Đi. Chị ba, chị ba. Chị ba. Cô Út, cô Út về hồi nào vậy? Dạ, em mới về hả? Chị ba, chắc là má giận em lắm phải không chị ba? Má cấm cả nhà, không ai được nhắc tới cô Út hết. Má nói là má từ cô Út. Má nói là cô Út mà bước chân vô nhà, má sẽ lấy cây chổi đuổi cô Út ra khỏi nhà đó. Ừ, em biết là em có lỗi với má nhiều lắm. Chắc vài bữa nữa, em sẽ về em tạ tội với má. Vài bữa nữa hả? Vậy còn hôm nay thì sao? Dạ, hôm nay em về đây á là để em cầu cứu chị. Em xin chị hãy cứu em. Chị ba ơi, chị mà không cứu em chắc em chết thiệt có chị ba. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện gì cô Út phải bình tĩnh, kể rõ đầu đuôi cho chị ba biết. Như vậy chị ba mới giúp được cô Út chứ. Chuyện là như vậy nè chị. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Chị phải tin em. Chị ba ơi, em bị hại. Em với anh ta hoàn toàn không có gì hết. Cô Út nói người đàn ông đó nhân lúc cô Út mê man rồi chụp mấy tấm hình đó hả? Ừ, dạ chắc chắn là như vậy á. Nếu mà như vậy thì khả năng cô Út đã ăn ở với người đàn ông đó có thể xảy ra. Trời ơi chị ba, em đã nói là không có rồi mà. Ờ thì cũng có khi là lúc đó cô Út mê man không biết. Mà cũng có thể lúc đó cô Út biết mà tỉnh lại thì quên mất tiêu. Chị nghi lắm mà nha. Đàn ông mà, dễ gì người ta bỏ qua cơ hội đó. Trời ơi, chị ba ơi, em đã rối lắm rồi. Em xin chị đừng có làm cho em rối nữa. Em đảm bảo với chị là không có chuyện gì hết. Nhưng mà thôi đi, bây giờ đừng có bàn tới cái chuyện đó nữa. Em về đây á là xin chị giúp em. Chị cho em mượn 2 triệu được không? Hả? Ý trời đất ơi, chị làm gì mà có 2 triệu cho cô Út mượn? Ờ, hay là chị mượn bác bên nhà giúp em được không chị ba? Tại vì á, má đang rất là giận em, nên chuyện này tạm thời em không có nói cho má biết được. Để từ từ má nguôi giận á, em sẽ nói cho má nghe hết, rồi xin tiền má trả lại cho chị, được không chị ba? Ý, không có được đâu mà cô Út. Chị ấy là gái đã được gả đi rồi, tự nhiên bây giờ chạy về nhà má ruột mượn tiền, làm như vậy bất hiếu lắm. Chị không có làm được đâu. Cô Út thông cảm cho chị nha. Dạ. À đúng rồi. Chị cho em mượn nữ trang của chị đi được không? Cho em mượn đi, rồi em sẽ trả lại cho chị đầy đủ mà. Cô Út à, chị không có dám cho mượn đâu. Chị cũng không có dám dính líu vào chuyện này. Má mà biết được á, không chừng là má đuổi chị ra khỏi nhà luôn đó. Chị ba, chị mà không giúp em á là em không biết làm sao luôn á. Cô Út à, chị nghĩ á, người đàn ông đó cũng thương cô Út. Đàn ông mà, lăng nhăng cũng là chuyện thường thôi. Giống như là anh ba của cô Út đó.
Dù gì á, cô Út cũng đã thất thân với người đó rồi. Thôi thì hai người sống với nhau luôn đi, rồi từ từ má cũng chấp nhận mà. Trời, chị ba, sao chị không chịu tin em vậy? Em đã nói là không có gì rồi mà. Chị còn khuyên em, tự nhiên kêu em đi làm vợ của hắn ta. Em thà chết chứ không làm vợ một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Chị không giúp em được cái gì thì thôi, đừng có nói những cái lời làm em đau lòng nữa. Thôi đi, em chào chị. Cô Út à, cô Út à, chị ba chưa nói xong mà. Cô Út làm giống như lỡ hả? Ta này thanh cao lắm vậy. Chuyện này cũng sẽ dở lỡ ra. Má chồng mình mà sĩ diện á, chắc chắn là cũng sẽ đuổi cô Út ra khỏi nhà. Hay lắm. Loan. Hả? Nè, Loan ăn đi. Thôi, Loan nuốt không có trôi đâu. Dù Loan không đói, nhưng mà Loan cũng phải ăn. Ăn thì mới có sức để tìm cách đối phó chứ. Loan không chịu về nhà, cũng không chịu qua nhà Thái ở tạm. Loan định ở đây suốt đêm luôn hả? Loan tính vậy nè, chút nữa Loan sẽ tới nhà má của chị hai xin ở tạm. Thái nghĩ họ có dám chứa Loan không? Loan làm như Loan là tội phạm bị truy nã vậy, hay là nghiện ma túy không bằng. Má của chị Diệu rất là tốt, chắc chắn dễ sẽ chăm sóc cho Loan. Chuyện gì cũng để qua một bên, rồi từ từ mình tính. Loan ăn đi, phải ăn mới được đó. Loan ăn đi nha, để Thái đi kiếm trái cây cho Loan ăn tráng miệng. Loan ngồi đây chờ Thái nha. Ừ. Hồi nhỏ, mỗi lần mình gặp chuyện không vui, Thái lại dẫn mình ra giường để hái trái cây. Vậy là mình quên sạch nỗi buồn. Còn bây giờ, ước gì mình có thể quên đi được mọi chuyện. Bác cho con ở tạm ở đây mấy ngày được không bác? Bác chỉ sợ con chê nhà bác chật chội, không có đủ tiện nghi. Nếu con thích thì con cứ ở, đến chừng nào con không thích thì thôi. Nhà có thêm người, bác với thằng Hiền vui lắm. Đúng đó chị. Mà em nói cho chị biết nha, em bắt cá giỏi lắm á. Chị mà ở đây em sẽ bắt cho chị ăn mỗi ngày luôn. Với lại hai em cũng dạy em nấu nhiều món ngon lắm. Để mai đi em nấu cho chị ăn thử hen. Con nói nhiều quá vậy, không sợ chị nhức đầu hả? Dạ không sao đâu bác, tâm trạng con đang không vui, bé Hiền nói như vậy con cũng đỡ buồn mà. Đó, má thấy chưa, chị Út thích nghe con nói chuyện mà. Thôi, cả ngày nay con cũng mệt rồi, thôi vô buồng nghỉ ngơi đi, để bác dắt con đi nghe. Dạ. Đi con. Vô đây nè con. Dạ. Đây là buồng ngủ của con Diệu. Ngay từ hồi nó đi lấy chồng, bác bỏ trống. Nè, con đừng có ngại. Tuy là không có ai ngủ trong này, nhưng mà mỗi ngày bác đều quét dọn sạch sẽ hết á. Mền mùng chiếu gối bác giặt sạch sẽ hết rồi đó. Bác à, chị hai của con rất là giống bác, lúc nào cũng cẩn thận chăm lo cho người khác hết. Mà sao từ nãy tới giờ bác không hỏi con lý do gì mà nhà con không về, lại tới đây xin ở nhờ nhà bác? Vì bác nghĩ là con có điều gì đó khổ tâm khó nói. Nếu bác tò mò hạch hỏi thì sẽ làm khổ tâm cho con. Bác ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm. Thôi, con nghỉ ngơi đi, nghe. Dạ. Chuyện gì á, không vừa ý á, thì con gác qua một bên. Tắm rửa, ngủ một giấc thiệt là ngon. Sáng mai thức dậy á, có khi có cách giải quyết đó con. Dạ, con xin nghe lời bác. Nghỉ ngơi đi nghe con. Dạ. Bác ra ngoài đây. Mình không ngờ
ngôi nhà ọp ẹp nghèo nàn này lại ấm áp đến như vậy. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao anh hai mình lại thương yêu chị Diệu đến vậy. Không được nghỉ. Không được nghỉ. Bây giờ mình phải tắm rửa, ngủ một giấc thiệt ngon. Không cần nhớ tới những chuyện đó nữa. Không được nhớ nữa. Quên đi. Không được nhớ nữa. Loan ơi, con vẫn không quay về với má sao con? Mấy ngày hôm nay con lấy gì mà ăn để sống hả Loan? Má, má ơi, má nựng cháu nội nha má. Đưa cháu nội cho má. Dạ. Trời, con ngồi đi Diệu. Sao dạ. Con cười một cái cho nội vui cái coi. Cười cái đi. Chỉ có Lộc là thương nội nhất nhà thôi, phải không con? Má ơi, mấy ngày nay con thấy má không được vui. Có chuyện gì má lo buồn nữa hả? Thì má giận thì má nói vậy. Má làm căng với nó để cho nó sợ. Chứ mẹ nào mà không thương con hả con? Thiệt mấy bữa nay má rầu thúi ruột vậy. Má, con nghĩ hay là má để cho anh Phát lên Sài Gòn gặp cô Út rồi khuyên thêm lần nữa, coi sao, có được không má? Má đã nói hết lời với nó rồi. Để một hai ngày nữa đói quá có chịu mò về hay không. Nếu không á thì đích thân má phải lên trển một lần nữa. Thôi, má không muốn nhắc cái chuyện đó nữa. Rồi rầu thêm. Nè mà con, mấy bữa nay con Mỹ nó bàn giao sổ sách cho con chưa? Dạ chưa. Thím ba nói thím ba không được khỏe, vài hôm nữa thím sẽ giao cho con. Con phải cố gắng. Má thấy vợ chồng con á siêng năng cần mẫn. Nếu á mà con làm tốt cái chuyện quản lý này á thì má ưng bụng lắm. Hai chị em á bàn giao đâu đó cho rõ ràng. Cái nào mà con không hiểu á thì con hỏi má. Sau khi bàn giao rồi á thì mọi trách nhiệm thuộc về con hết đó. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà thiệt tình con không có quen mấy chuyện sổ sách. Có gì má chỉ biểu thêm cho con nha. Được rồi. Cái gì con không hiểu á thì con hỏi má, má chỉ cho. Dạ. Má chưa biết chuyện gì xảy ra cho con gái Út của má hay sao mà còn ngồi đó tâm tình với nàng dâu yêu quý của má. Để rồi coi má sẽ làm gì khi những tấm hình đó tràn về cái làng này. Sắp có phim hấp dẫn rồi đây. Mum đi con, mum. Ủa? Thằng Lộc dậy rồi hả má? Nó đang ngủ đó. Má vô má nựng nó cái nó thức luôn à. Nè Diệu, sao con cứ ra ao giặt quần áo vậy? Kêu thằng Phát nó xách nước vô nhà giặt. Dạ không sao đâu má, con ra ngoài đó giặt cũng được mà. Đây, tôi trả cục cưng lại nè. Để má chuẩn bị đi ăn đám giỗ nè. Mâm đi. Ủa vậy hả? Mà má đi với ai? Má đi bằng cái gì? Hay là con gọi cho anh Phát đưa má đi nha? Không cần đâu. Má đi chung với má kia Mỹ ở bển á. Dạ. Nè ẵm em đi. Nè con qua dạ. Bên mẹ nha. Qua bên mẹ bú nha. Giỏi. Đó. Thôi má đi nghe. Bà nội đi nghe con nha. Dạ. Chào bà nội đi con. Ôi, tèm lem hết rồi. Ôi, mẹ thương. Ủa, em qua hồi nào?
Em có gặp bà nội của bé Lộc không? Dạ có, bà cho em vô mà. Vậy hả? Em có thưa bà không? Dạ có, thưa rồi Hai. Ừ, giỏi quá. Mà Hai ơi, em có chuyện muốn nói với Hai nè. Chuyện gì? Chị Loan đang ở bên nhà mình á. Nó có chuyện cần gặp Hai gấp. Được rồi. Nè, cần giữ bé Lộc giùm chị đi. Chị phơi đồ rồi đợi anh Hai về rồi mình đi. Dạ. Ngoan ngoan. Trương trương, trương trương. Lộc ngoan nha. Anh Hai, chị Hai, anh chị có tin những gì em nói không? Dĩ nhiên là anh chị tin cô Út rồi. Chị Hai ạ, em thấy xấu hổ lắm. Trước đây chị đã khuyên em mà em không có chịu nghe. Em lại còn ghét chị, tại vì chị không ủng hộ em yêu người đàn ông đó. Vậy là người đó dùng những tấm hình để đe dọa cô Út, không cho cô Út rời xa hả? Không có đâu chị ơi. Hắn biết là không còn lợi dụng gì được em nữa, cho nên đâu có giữ em lại làm gì. Hắn chỉ muốn tống tiền em bằng những tấm hình độc ác đó. Tống tiền? Dạ, hắn buộc em á phải đưa cho hắn 2 triệu. Không ấy là hắn sẽ tung những tấm hình ở trong sân trường của em. Dạ, còn ở dưới này nữa. Như vậy thì còn gì là danh dự của em nữa. Anh Hai, chị Hai ơi, hai người cứu em đi. Anh chị mà không cứu em á là em chết thiệt á. Thì bây giờ nói đi, cứu bằng cách nào thì em nói đi. Anh chị cho em mượn tiền đi, 2 triệu thôi. Bây giờ chỉ cần đưa cho hắn 2 triệu thôi là sẽ được. Tôi tưởng chuyện gì chứ, chuyện tiền thì không có, đâu ra số tiền lớn vậy. Vậy anh chị không có tiền, vậy có vàng không? Cho em mượn vàng cũng được nữa. Không, thì em biết rồi, hồi đó giờ anh đâu có thích đeo vàng đâu. Má cũng muốn mua nhưng mà anh đâu có chịu, cho nên là không có. Cô Út ơi, thiệt tình là anh chị một phân vàng dính da cũng không có nữa. Trời ơi, vậy bây giờ em phải làm sao để có 2 triệu đây? Thì đi về xin má đi. Không có được đâu, má đang giận em lắm. Lúc này em về, má mà biết chuyện á, má từ em luôn á. Trời đất ơi, riết rồi cái nhà vắng giống như là hai cái chùa Bà Đanh vậy đó. Con Diệu cũng vậy nữa. Má chồng vừa mới đi ra khỏi cửa là ôm con nhảy tót về bển à. Tối nay tao về tao mét má cho con coi. Anh Bông, đi vô uống nước nè. Đi vô đây, đừng có sợ, nhà đi vắng hết rồi. Đi vô đây, nhanh lên. Anh ngồi đi, uống miếng nước đi, uống cho khỏe, để tối nay làm gì cho khỏe nha. Rồi, xem gan quá vậy. Lỡ có gì bất tử thì sao? Em không sợ, em chán ở trong cái nhà này lắm rồi. Bất quá em theo anh làm vợ anh luôn. Em nói thiệt không? Em nói giỡn thôi mà, đừng có tin là thiệt nha. Anh biết mà.
nữa không? Thôi, để làm cho xong. Lỡ có ai về bất tử thì sao? Nha. Uống thêm ly nữa có sao đâu. Nhắc thích à? Tướng to con vậy mà gan như thỏ đế vậy. Thôi được rồi, muốn thì đi làm đi. Nhưng mà tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ nha. Em ra đó. Đi 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 đi. Mình phải có con. Anh ta khỏe mạnh như vậy, mình hy vọng là mình sẽ có được một đứa con để nối dõi. Con ơi, má xin lỗi vì đã để mất con. Còn thương má thì trở lại với má. Lần này má nhất định sẽ bảo vệ cho con tới cùng. Trở lại với má nha con trai. Đồ con mất dạy, nằm xuống. Mày mà còn dám vác cái mặt mày về đây làm gì nữa hả? Má, hả? Má ơi, má ơi, xin má tha lỗi cho cô Út đi má. Để tao dạy nó. Mày nằm xuống, nằm xuống. Mày đẹp mặt mày chưa? Mày thấy má mày đó có sai không? Hả? Hả? Má ơi, má ơi, con biết lỗi của con rồi. Con xin má tha thứ cho con. Má cứu con nghe má. Đi, đi khỏi nhà tao. Tao đã nói tao không nhìn nhận cái đứa con gái mà hư hèn cãi lời cha mẹ như vậy. Đi. Rồi bây giờ mày sống chết ra làm sao thì kệ mày. Tao không có quan tâm. Má, má ơi, má, má ơi, má cứu con đi má. Má ơi, má ơi, má cứu con má. Đi má. Bây giờ má mà bỏ con á là con chỉ có chết thôi à. Mày chết đi. Mày chết đi. Tao không có cản. Tao đẻ mày ra mà. Tao cho mày ăn cơm trắng cá tươi đàng hoàng mà. Sao mày ngu ngốc tới mức độ đó hả con? Có phải mày là đứa xấu xí hèn kém gì đâu mà sao mày đem tiền nuôi trai hả con? Rồi còn mang đầu máu về báo cha báo mẹ. 2 triệu đồng mày tưởng dễ kiếm lắm hả Loan? Má ơi, con lỡ dạy, con xin má thương con. Con không dám như vậy nữa đâu má ơi. Má tha tội cho con, má cứu con đi má. Tao đã đuổi mày đi cho khuất mắt tao, cho mày sáng mắt mày ra. Má, má ơi, con xin má, cô Út đã biết lỗi rồi. Má tha lỗi cho cô Út đi má. Bây giờ má đuổi cô Út biết đi đâu hả má? Trời ơi, sao nhà tôi vô phước vậy nè trời. Má, má, má ơi. Liệu vậy có được không em? Chắc là phải liều một phen thôi. Không để cho tên đó làm khổ cô Út hoài được. Ừ. Cô Út cần phải quên đi nỗi đau đó. Ừ. Có vậy cô Út mới có thể vui sống lại được. Ừ. Nhưng mà em nghĩ là má đồng ý không? Anh thử bàn với má coi sao. Em nghĩ thế nào má cũng sẽ cho mình những lời khuyên tốt nhất. Má đã tha thứ cho cô Út rồi. Ừ. Chắc chắn má sẽ làm mọi điều để bảo vệ cô Út. Ừ. Anh biết rồi. Anh làm gì nói chuyện nhỏ xíu vậy? Đây là chuyện quan trọng, anh phải nói nhỏ, không có cho ai nghe hết. Ờ, em biết là quan trọng nhưng mà mình nói nhỏ sao nghe? Em cũng nói nhỏ đó. Bây giờ đi vô nói chuyện với má đi. Loan ăn đi. Nghe Loan về nhà Thái mừng lắm. Cũng nhờ anh chị hai khuyên nên Loan mới dám về á. Bác gái thế nào? Thì má Loan sốc lắm. Nhưng mà nhờ anh chị hai nói vô cho nên má chỉ la Loan một hồi rồi thôi. Suốt đêm hôm qua cả nhà Loan không ai ngủ hết á, cùng nhau thức để bàn bạc. Thái. Ừ? Đang nhờ Thái giúp Loan một chuyện được không? Bất cứ chuyện gì mà Thái làm được, Thái sẽ làm cho Loan. Là muốn nhờ Thái á,
Thái dẫn anh chị hai của Loan lên Sài Gòn gặp cái tên bị ổi đó được không? Anh cứ bình tĩnh đi. Anh đã nói với em là nó chưa tới mà. Anh bình tĩnh đi. Anh, nó tới kìa. Thằng đó hả? Thằng đó hả? Anh bình tĩnh đi. Để anh bình tĩnh lại. Thôi mà. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Chị pha sữa cho bé Lộc xong rồi nè. Em cho bé Lộc bú nha. Ừ. Bú đi con. Chắc còn lâu lắm anh chị hai mới về. Cô Út trông ngóng làm gì cho cực thân. Không biết là mọi chuyện ra sao nữa. Em lo quá à chị ơi. Chị nghĩ chắc kỳ này chuyện này không dễ giải quyết đâu. Chị hai chỉ cố tình nói mạnh bạo như vậy thôi, để cho hai anh chị lên Sài Gòn chơi thôi. Em không có nghĩ như vậy đâu. Chị cũng không mong là như vậy. Nhưng nói thiệt, chị không có tin vào tàn nói của chị hai đâu. Còn anh hai thì cô Út cũng biết rồi đó. Mâm đi con, giỏi đi con. Thôi, bây giờ chị phải đi giặt tải cho thằng Lộc rồi. Tự nhiên cái trở thành người ở. Hay thiệt. Cô Út tin ba má con sẽ giải quyết được chuyện này, ha? Bây giờ chỉ cần các người đưa tôi 2 triệu. Tôi sẽ trả toàn bộ phim cho các người. Còn ngược lại, hậu quả như thế nào, các người cũng biết rồi đó. Anh. Anh tính hành hung tôi đó hả? Không sao đâu. Nè, xin mời. Hôm nay chúng tôi lên đây gặp anh là để nói chuyện, chứ không phải là để hành hung. Em gái này nói chuyện dễ nghe đó. Anh nói chuyện cho cẩn thận đó. Anh đã lợi dụng em gái của tôi trong suốt thời gian dài. Tại vì cổ ngu. Cổ mê tôi thì ráng chịu. Tôi đâu có kề dao vào cổ ép buộc đâu. Đúng. Đúng là em tôi có lỗi. Bởi vì nó quá tin người. Vì vậy, chúng tôi không bắt anh phải hoàn trả tất cả các chi phí trong suốt thời gian đó. Cái gì? Bắt tôi hoàn trả hả? Các người có bị điên không? Chúng tôi gặp anh là để nói chuyện về những thước phim. Cuộc phim đó anh có được bằng cái hành vi đê tiện đó. Nè, đừng có nặng lời nghe chưa. Nếu không tôi không cắt sáo đâu. Chúng tôi đề nghị anh trả lại cuộn phim và dừng ngay cái trò đe dọa tống tiền đó đi. Nếu tôi không làm thì sao? Không sao hết. Dù gì mọi chuyện cũng đã dở lỡ hết rồi. Chúng tôi sợ gì mà không cho nó dở tiếp ra nữa. Anh chị ơi, trước tiên mình sẽ làm gì? À, hay là vậy đi. Em đưa anh chị tới gặp cô ca sĩ Xuân Đào trước. Em biết nhà trọ cô ấy mà. Rồi sau đó em sẽ nhờ một thằng bạn làm ở báo Thanh Niên viết một bài nói rõ về vụ này. Chà, chắc là tờ báo sẽ bán chạy như tôm tươi. Cô ca sĩ Xuân Đào và anh chàng nghệ sĩ Trọng Hiệp đã cấu kết với nhau để lừa đảo tống tiền một cô sinh viên quê mùa. Mày dám? Anh đừng có làm bậy nha. Nè, có gì mà không dám. Anh bỏ tay ra đi. Anh đã từng ăn dầm nằm về nhà trọ của Loan bao nhiêu lâu? Bản thân Loan đã từng trả tiền trọ cho anh bao nhiêu tháng? Những điều đó, những người ở khu nhà trọ ai cũng có thể làm chứng. Để coi, sau khi bài báo được trình làng, thì con đường sự nghiệp của anh và cô ca sĩ Xuân Đào đó sẽ phát triển tới đâu? Mày... Tao nói xong rồi. Bây giờ á, tao đập xuống mặt mày á. Anh ơi! Mày...
Loan ơi, quay là bé. Bình tĩnh lại đi mà. Quay là bé. Anh xin trời Phật phù hộ cho nhà con được an lành. Sao tới giờ này em chưa thấy ai về hết? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Ờ ha, nghe cô Út nói ấy, chị mới nhớ. Tánh tình anh hai nóng nảy, có khi nào lên đó rồi hai bên nói qua nói lại, rồi anh hai kiềm chế không được, nổi nóng đánh người ta. Mà rừng nào thì cọp nấy cô Út ơi. Ở làng á, ai cũng ngán anh hai, chứ lên trên đó thì giang hồ tứ xứ, có làm được cái gì đâu. Sao vậy? Lời nào không nói, sao lại nói những cái lời như vậy cho em nó lo lắng thêm nữa. Dạ. Thiệt à? Má. Dạ, tại con lo quá cho nên. Má, con xin lỗi má. Tại con mà làm cho má với cả nhà phiền phức lây luôn. Má không sợ phiền phức, má chỉ sợ mất con thôi. Má. Mà không sao đâu con, có con Diệu nó đi chung, anh hai con không có làm chuyện gì nông nổi đâu. Con cũng cầu trời cho mọi chuyện được êm xuôi. Đó, con thấy chưa? Con thấy cái câu mà cá không ăn muối cá ương, con cả cha mẹ trăm đường con hư, có đúng hay là không? Từ nay á, đừng có mà cãi lời má, nghe chưa? Dạ, con biết rồi má. Bây giờ mày đưa chưa? Cái thằng này, mày muốn ăn đòn thôi nữa mày mà anh. Hả? Hả? Mày lấy ra chưa? Nhanh lên. Con cái điệu bộ nó rù rù thì ghét chưa? Đúng không? Sao em? Đúng không? Đúng rồi anh chị. Đưa ra cho chị. Mày còn giữ cái nào không? Các người muốn gì nữa? Tôi đã giao những gì liên quan tới cổ hết rồi. Các người á, phải giữ lời hứa đó, đừng có lan truyền lung tung. Anh sợ rồi hả? Chính anh là người bày ra chuyện này mà. Nhưng mà thôi, anh yên tâm đi, chúng tôi không bao giờ nói hai lời. Có sợ là sợ những kẻ tiểu nhân như anh. Tôi biết, những người làm ca sĩ như anh thì rất cần danh tiếng. Nếu muốn danh tiếng của mình không bị bôi xấu thì anh đừng giở trò quỷ quyệt gì nữa. Chúng tôi chỉ là dân quê, nhưng không dễ dàng bị người ta ăn hiếp đâu. Bây giờ mày đi chưa? Mày biến cho khuất mắt tao đi. Hay là mày muốn cái mặt mày bị méo rồi khỏi đi hát hả? Anh, bình tĩnh đi anh. Để cái đầu thì ghét. Điếm mà nhát gan. Nó phải sợ chứ anh. Cô ca sĩ kia mà biết chuyện á, thế nào cũng đá nó một phát. Đã vậy con đường tiến thân của nó cũng không còn nữa. Đáng gà. Em vừa thấy nó, em phải để cho anh quýnh nó một trận đi, rồi sau đó mình mới nói, cho nó không chửi gia đình mình. Thôi mà anh, dù sao cô Út nhà mình cũng được giải thoát rồi. Nhưng mà nó dám kêu em là bé, nó chửi nhà mình ngu. Thôi, dù sao thì cũng xong rồi mà. Ê, trời ơi, cả ngày nay á, má thấp thỏm không có yên, bây giờ á, mới thấy khỏe cả người đi. Dạ, cũng nhờ có cậu Thái mà mọi chuyện mới giải quyết nhanh chóng như vậy đó má. Với lại tên đó cũng ngán anh Phát nữa. Má sợ là Phát nó lên Sài Gòn, nó háo thắng, nó không có nhịn được, rồi làm lớn chuyện ở trển đi. Nhưng vì có con đi á, má không có lo chuyện đó. Dạ, vợ con mà không ngăn con lại á là con đập nát cái bản mặt á. Vừa đẻo cán ơi, vừa xấu xa của nó ra rồi. Nè, có em đi theo á là em cũng không tha cho nó đâu. Thôi con, được vậy là mừng rồi. Đúng ra là cái thằng nó đáng bị giật cho một trận. Mà tội gì vì một đứa không ra gì á mà mình mang quả vào thân. Má, anh chị hai, anh chị ba, em xin lỗi. Con biết lỗi là tốt rồi, chứ cả nhà không ai ghét bỏ gì con hết. Dạ. Từ nay á, ở nhà với má, rồi má kiếm chỗ đàng hoàng má gả cho. Má,
Má đừng có bắt con nghỉ học được không? Con chỉ còn có mấy tháng nữa thôi là con tốt nghiệp rồi. Con năn nỉ má cho con trở lên Sài Gòn học tiếp nghe má. Không, má không cho con trở lên Sài Gòn. Má không muốn con lại dính vô những cái chuyện bê bối kiểu đó. Không có đâu má ơi. Một lần là con sợ lắm rồi. Với lại cũng đâu có còn bao lâu nữa đâu má. Má cho con đi đi nghe má. Dạ, xin má. Xin má cho cô Út tiếp tục học. Bỏ dở dang như vậy, vừa tội cô Út mà mình cũng tốn bao nhiêu tiền của nữa má. Phải đó má. Mấy tháng nữa là cô Út ra trường làm cô giáo rồi. Nhà mình cũng nở mày nở mặt với người ta. Trời, cái gì mà nở mày nở mặt? Cô giáo thì sao? Lương ba cọc ba đồng, có gì mà đáng tự hào đâu. Tào lao. Má, có chứ má. Ít ra người đời á cũng khen nhà mình là nhà có học. Khen con má là người thông minh chứ sao? Má, đi má. Bây giờ cả nhà đứa nào cũng nói vô cho con. Thôi thì má đồng ý đó. Ê, con cảm ơn má. Nè, nhưng mà phải nhớ ngang, thời gian này lên đó là phải tập trung đi học. Má cấm con mọi hình thức vui chơi, nghe không? Dạ. Còn nữa nè, má cũng không chu cấp tiền bạc cho con để con tiêu xài một cách thoải mái đâu. Nhắm đi, nhắm chịu nổi thì học tiếp, còn không thì thôi. Dạ, con chịu được. Kim Mỹ. Dạ. Con xuống dưới á, lo dọn cơm cho anh chị hai con ăn. Tội nghiệp, nguyên ngày nay á, tụi nó vất vả lắm đó. Đi đi con. Dạ má. Hai đứa chắc đói dữ lắm rồi ha. Má uống nước nè má. Uống đi má. Vậy là bây giờ nó đã lập công lớn rồi. Từ nay cái bà già đó bà sẽ đội nó lên đầu. Còn mình á, thì mình phải hầu hạ vợ chồng con cái nó giống như là con ở vậy đó. Thái thật không ngờ chị Diệu lại là người đối đáp khôn ngoan như vậy. Và hết sức ôn hòa nữa chứ. Nếu như mà chị ấy được ăn học tới nơi tới chốn á, chắc hai đứa mình cộng lại cũng còn thua xa đó. Vậy á hả? Thấy Thái ngưỡng mộ chị hai vậy. Lan, Lan cũng tò mò quá à. Lan đợi chút nha. Lan ngồi xuống đi. Biết chị Diệu nào giờ. Thấy chị Diệu lúc nào cũng hiền lành, ít nói. Mà Thái cũng không ngờ chị ứng xử rất linh hoạt. Ngay cả tên khốn hiệp cũng nhìn chị ấy với ánh mắt đầy kiên nể. Không lẽ Loan vẫn còn buồn khi mà Thái nhắc tới tên người đó sao? Nếu như mà con người ta có thể dễ dàng quên đi những điều không đáng nhớ, thì trên cuộc đời này chắc là ít những người đau khổ. Đó là mối tình đầu của Loan. Đâu thể nào nói quên là quên được. Những tổn thương trong lòng của Loan chắc là còn lâu lắm mới có thể trở lại bình thường. Thái xin lỗi. Thái đâu có lỗi gì đâu. Người có lỗi phải là Loan nè. Thái không có chê mà vẫn xem Loan là bạn. Chỉ vậy thôi là Loan vui lắm rồi. Tại sao không xem Loan là bạn chứ? Chân thành yêu thương một người hoàn toàn không có tội. Thái, Thái không có giận Loan chút nào sao? Nếu nói không giận thì là nói dối. Thật ra thì cũng có một chút. Nhưng mà sau đó thì... Tại sao vậy? Thái cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là tình bạn giữa chúng ta quá lớn. Nó làm cho tiêu tan hết những giận hờn nhỏ nhặt. Thái... Thôi, đi về thôi. Còn phải chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên trường nữa chứ. Đi. Bộ anh đưa em ra đây để ngắm cảnh thôi hả? Sao anh nói với em là có chuyện muốn nói mà? Sao anh không nói?
Mấy hôm nay em tránh mặt anh đúng không? Nếu mà tránh mặt anh á, thì em đâu có mặt ở đây vào giờ này, đúng không? Mấy đêm liền anh tới chỗ làm em để đón, mà không có em ở đó. Anh về nhà tìm cũng không có. Vậy em đi đâu? Em đi với ai? Anh làm cái gì mà tra hỏi em dữ vậy? Em phải có quyền tự do riêng của mình nữa chứ. Em đi đâu? Với ai? Làm gì? Bộ em phải báo cáo hay là xin phép anh hả? Xuân Đào à, em có biết là anh rất lo lắng cho em sao? Anh yêu em biết mà. Vì em mà anh có thể làm hết tất cả. Vì em anh có thể làm tất cả đúng không? Vậy thì 2 triệu đồng anh hứa với em đâu? Cái đó kế hoạch của anh đã thất bại rồi. Em đã sớm biết chuyện này cho nên cũng chả có trông đợi vào anh nữa. Em nói như vậy là ý gì? Đáng lý là em không có nói ra chuyện này đâu. Nhưng mà thôi, nhân tiện ngày hôm nay em sẽ nói cho anh biết luôn. Em nói chuyện gì? Em nói đi. Mình chia tay đi. Chia tay? Tại sao lại chia tay? Hay là anh chưa kiếm tiền cho em đúng không? Em yên tâm đi, anh sẽ về quê, anh sẽ kiếm tiền đưa cho em. Không cần đâu, anh đừng có tốn công vô ích nữa. Thật ra từ trước tới giờ em chưa bao giờ yêu anh cả. Em chỉ thấy thích và mến anh thôi. Em đã nói với anh ngay từ đầu, cái em cần là một người đàn ông có thể lo cho em tất cả mọi thứ. Còn anh thì sao? Có trách á thì cứ trách số, do mình quá nghèo đi. Còn em á thì em phải lựa chọn những điều tốt nhất dành cho mình. Xuân Đào à, Xuân Đào, em hãy cho anh thời gian. Anh sẽ, chắc chắn anh sẽ có tiền cho em mà. Em không còn thời gian để dành cho anh nữa. Tuổi xuân của em không thể đứng nhìn nó trôi qua một cách như vậy được. Em muốn mình được vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, tên tuổi của em được nhiều người nhắc tới. Vì vậy anh cũng đừng có trách em. Bắt đầu từ hôm nay, anh hãy tập trung mà lo cho bản thân của mình trước đi. Chào anh. Xuân Đào à, Xuân Đào, nhưng mà mình đã từng yêu nhau. Mình đã từng yêu nhau mà đúng không? Yêu hả? Anh nghĩ sao vậy? Em đã nói là em chưa bao giờ yêu anh. Em đã có người đàn ông của cuộc đời mình. Em chỉ mong từ nay anh đừng quấy rầy em nữa. Tạm biệt anh. Xuân Đào à, nghe nói đi, em yêu anh, em chỉ gạt anh thôi đúng không? Xuân Đào. Xuân Đào. Xuân Đào. Đúng là quả báo. Đúng là quả báo mà. Đúng là quả báo mà. Năm nay lúa được mùa, tôi cũng mừng ha mấy bà. Ừ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Bà con mình đỡ khổ rồi nha. Phải chi năm nào cũng như năm này. Chiến này chắc tôi mua cho nhỏ chiếc xe để nó đi làm. Thấy nó đi bộ hoài tội nghiệp quá. Ráng lên chứ sao giờ. Ủa, cái này ở bên kia sông mà, sao đem qua đây xây vậy? Không sao đâu, à, tôi cũng rảnh mà. Trời ơi, chờ cả chờ ngày đó, đông lắm. Ừ, tôi chờ cũng được mà. Gì kỳ vậy ta? Ráng hết vụ lúa này, tôi còn có bên kia làm nữa. À, tôi cũng vậy, ráng làm kiếm tiền nuôi con cháu chứ. Ờ, cậu Phát giỏi thiệt nghe. Không những nó giỏi ghê á, có được rễ vậy chắc tôi thương dữ lắm mà. Thôi cũng vậy. Kỳ lạ, sao mấy ngày nay mấy người ở bên đó cứ đem lúa qua đây xay và sao ta? Hay là thằng Đạt nó đóng cửa để đi nhậu nữa rồi? Từ nãy giờ sao lâu dữ vậy ta? Anh Mười hả? Anh thấy nhà máy ở bên kia có mở cửa không? Hồi nãy tôi đi ngang thấy cũng mở mà. Có hả? Ừ. Cảm ơn anh. Ừ. Qua bên kia thì không xây được, đến đây thì chờ lâu quá trời luôn à. Hôm nay sao vậy trời? Chắc trục trặc cái gì rồi. Lâu quá.
Mỹ. Dạ. Ngày mai coi rồi bàn giao sổ sách cho chị hai con đi, để nó tập tành làm cho quen việc đi chứ. Dạ. Hồi cưới con Kim Mỹ đó, má làm rình rang lên đình. Còn khi con Diệu về đây á, thì âm thầm lặng lẽ. Giờ có con có cái với nhau rồi, không lẽ mình đi làm đám cưới nữa, thiên hạ người ta cười cho. Dạ. Nên má nghĩ kỹ rồi, má sẽ cố gắng bù đắp cho con. Kim Mỹ. Dạ. Nữ trang má cho con ngày cưới đó, bây giờ má nhìn lại nó lạc hậu hết rồi. Cho nên má tính đổi hết số nữ trang đó, lấy mấy loại mới bây giờ nè. Cái gì vậy Mỹ? Dạ. Trời ơi, phải cẩn thận chứ. Dạ. Má sẽ mua cho cả hai đứa giống nhau. Cứ như vậy á, không có đứa nào so bày với đứa nào hết á. Vậy con coi bữa nào quẩn á, thì lục hết nữ trang rồi đưa cho má. Dạ. Dạ con thấy cũng không cần đâu má. Con cũng thích mấy cái nữ trang đó, không có cần đổi thứ khác đâu. Với lại con nghĩ là đồ cưới mà đổi thì không nên. Ôi trời ơi, chỉ cần đôi bông tai với cặp nhẫn là được rồi, mấy thứ khác không có quan trọng. Ý của má là má muốn hai cô con dâu của má phải đeo nữ trang giống nhau. Con hiểu không? Dạ con biết rồi má. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Có gì nữa đây? Mấy bữa nay á, bên nhà máy của mày có chuyện gì à? Chuyện gì là chuyện gì? Tại sao mấy nhà dân ở gần đó cứ đem lúa qua nhà máy của tao xay? Có gì đâu, thì người ta làm biến chợ nên đem qua bển xay cho nhanh, có gì đâu. Không có đúng. Ở bên tao á, người ta chờ gần cả ngày người ta mới xay được. Ở bên mày vắng lắm mà. Ông muốn kiếm chuyện với tôi phải không? Má đã giao cho mỗi đứa một nhà máy, thì anh lo chuyện của anh đi. Anh để ý tới chuyện của tôi làm gì? Tôi làm sao á, kệ cha tôi. Mày muốn nói gì nói đi. Không phải. Má giao cho mỗi đứa một nhà máy, không phải là cho đứt mỗi đứa. Cho nên á, bên đó cũng là của má, làm sao mà tao không quan tâm được. Từ hồi á anh có vợ tới giờ, tôi thấy á anh biết định ghê đó. Hèn gì, vợ chồng anh á càng ngày càng được má thương. Chắc vợ chồng tôi á phải theo á vợ chồng anh học một khóa quá. Mày nói cái gì hả? Mày nói cái gì? Tao muốn giúp mày mà tại sao mày không hiểu ý tao? Không được đánh tôi nữa, buông ra đi. Nói buông ra. Có thể là mấy người đó ưa anh hơn là ưa tôi. Họ muốn đem lúa qua nhà máy của anh. Anh đừng có thắc mắc nữa có được không? Tôi mệt quá, làm ơn để yên cho tôi được không? Mày không hiểu ý tao. Tao đang muốn nói chuyện thân mật anh em. Người gì đâu kỳ cục vậy? Vậy thì mày làm sao mà cho người ta ưa mày đi? Sống sao mà không có ai ưa hết? Đêm về giá lạnh bờ vai, giá như có mái đầu ai tựa vào. Gió đông đập cửa ào ào, bờ vai bỗng nhớ nôn nao mái đầu. Suốt một thời gian qua, tôi giống như là một con ngốc trước mặt anh. Anh nói gì tôi cũng tin, tin cả những điều hết sức vô lý. Tôi đã vì anh mà làm những chuyện có lỗi với gia đình, với má của tôi. Vì tin lời anh, rốt cuộc tôi đã cố gắng chạy đôn chạy đáo để lo tiền cho má anh mổ. Nhưng mà sự thật, má anh đã chết từ năm trước rồi. Trời, em nghe lời ai nói bậy vậy? Anh nói
Xuân Đào là em họ của anh hả? Đúng rồi. Tôi đã từng tin như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi đã rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Loan à, em... Anh còn tính lừa tôi tới khi nào nữa? Bây giờ tôi không còn gì để anh lợi dụng đâu. Hạ màn đi. Được thôi, hạ màn thì hạ màn. Vở diễn này cũng không còn gì hấp dẫn nữa rồi. Đồ dối trá, đồ dối trá, dối trá. Anh hai á, anh nghi ngờ mình rồi đó. Nghi cái gì? Thì cái chuyện hôm trước em kêu anh làm đó. Mở thêm một máng bí mật để lấy thêm bớt gạo, em có nhớ không? Trời đất ơi, sao anh hai biết vậy? Không, anh chưa biết, nhưng mà chỉ là nghi ngờ thôi. Anh hỏi anh á, tại sao người ta không xây lúa bên đó mà lại kéo qua bên ảnh xây? Thôi, không sao đâu. Chắc là anh nghi ngờ vậy thôi, chứ anh không biết đâu. Mà cũng tại anh á, làm gì cũng vừa vừa thôi. Quá đáng á thì người ta cũng phát hiện ra à. Làm ơn ăn ít lại giùm tôi cái đi ông ơi. Em thấy đó, lúc này má có rộng rãi tiền bạc với mình nữa đâu. Nếu mà không nhờ chuyện đó thì vợ chồng mình lấy tiền đâu mà xài. Em biết, nhưng mà anh đừng có làm quá. Chuyện này mà bể ra thì hậu quả không biết đâu mà lường. Anh biết rồi. À, em bàn giao sổ sách hết chưa? Chưa. Ngày mai em cứ bàn giao cho má vừa lòng. Nhưng mà anh biết chắc là chỉ vài ngày là giao lại cho em à. Bà có biết gì đâu mà làm. À, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Diệu ơi, Diệu ơi, con nó đang ngủ. Diệu ơi. Anh. Hả? Cái chuyện mà má giao cho em á, em lo quá. Em sợ em làm không được. Không có sao đâu, má đã nói em làm được là em làm được. Thím ba cũng làm được, có làm sao đâu. Nhưng mà thím ba học nhiều hơn em, với lại quen việc mua bán, tính toán sổ sách từ nhỏ. Còn em... Vợ anh cũng thông minh chứ bộ. Bữa nay anh biết nịnh vợ nữa hen. Không có, anh nói thiệt á. Dù sao thì em cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà... Diệu ơi. Dạ. Khi mà thím ba bàn giao sổ sách cho em á, em nhớ phải kiểm tra sổ sách cho kỹ lưỡng nha. Anh nhắc lại nè, nhớ kiểm tra sổ sách cho kỹ lưỡng nha. Tại vì thím ba... Nè anh đừng có lo xa quá. Được rồi, em biết, em sẽ cẩn thận hơn mà. Nhưng mà anh yên tâm đi, người trong nhà không à. Không có hiểu ý anh gì hết. Anh nói em phải kiểm tra kỹ lưỡng, mình phải cẩn thận. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận được chưa? Không có được nghĩ vậy nha. Được rồi, người trong nhà không mà, thím ba không có hại em đâu. Không, em phải kiểm tra kỹ lưỡng, em nghe lời anh đi. Được rồi, em nghe lời anh. Con, chuyện gì vậy? Hả? Nói má nghe coi. Con sắp chết rồi má ơi. Rồi, chuyện gì nữa đây? Hôm nay con phải giao hết sổ sách giấy tờ cho con Diệu. Bây giờ con phải làm sao đây? Con Diệu mà nó phát hiện ra thiếu giấy tờ của nhà máy á, con sẽ ăn nói làm sao với má chồng con. Má ơi, má làm khổ con rồi má ơi. Con,
Con đừng có giận. Bây giờ hả, má con mình phải liều thôi. Liều là liều sao? Bước đường cùng rồi, hai má con mình cùng đi. Tôi đã làm đâu ra đó hết trơn rồi. Chỗ nào mà không hiểu á thì hỏi tôi, tôi chỉ cho. Ừ, để tôi coi. Bao nhiêu tôi giao hết cho chị rồi đó nha. Bây giờ tôi đi lo công chuyện. Ừ, tôi sẽ coi. Có gì không hiểu tôi sẽ hỏi lại thím. Thím, thím ơi, sao vậy? Trời. Thím bà, thím cẩn thận đi. Thím sao vậy? Thím không khỏe, để tôi làm cho. Không sao đâu. Cứ để đó, để tôi làm được rồi. Nhức đầu một chút thôi mà. Thím, tôi có chuyện này muốn hỏi thím. Nhưng thôi, để khi nào thím khỏe đi, ha. Chị hai nè. Tôi không sao đâu. Có chuyện gì thì chị hai cứ hỏi đi. Tôi mới vừa coi qua đơn sổ sách á, tôi thấy tháng trước không có khớp. 250.000. Chắc là nhầm lẫn ở đâu đó. Để tôi coi lại. Còn nữa, tôi không có thấy giấy phép kinh doanh của nhà máy Sớm Đình. Trong sắp giấy tờ đó chỉ có giấy phép kinh doanh của nhà máy bên kia sông thôi à. Chị hai ơi, chị hai giúp em, chị hai giúp em đi. Có chuyện gì vậy thím? Chị hai đi theo em. Đừng có nói chuyện này cho má biết nha chị hai. Nhưng nếu không nói, sau này má hỏi tôi biết làm sao? Chị hai à, tại vì má em ở bên nhà kẹt chuyện làm ăn, cho nên em mới mượn giấy tờ của nhà máy đem đi cầm. Không lâu nữa
má em sẽ chuộc lại rồi trả lại mà. Chị hai à, chị thương em, chị thương má em, giữ kín chuyện này giùm em. Nếu mà má mà biết được á, là má đuổi em ra khỏi nhà. Chị hai ơi. Vậy chừng nào thì mới có thể trả lại giấy tờ đó? Em nghĩ là chắc là không lâu đâu. Má em mà giải quyết xong chuyện làm ăn này á, là má em có tiền là chuộc lại giấy tờ rồi. Chị giấu giùm em, coi như là... coi như là chị đã nhận đủ giấy tờ rồi. Khoảng 2 tuần. Đúng rồi, khoảng 2 tuần nữa thôi á, là em sẽ trả lại liền. Em xin thề với chị là em mà nói xạo với chị là em té bờ, té ruộng, té sông em chết. Em chết liền. Chị thương em đi chị hai. Khi mà thím ba bàn giao tất cả sổ sách cho em á, em nhớ phải kiểm tra kỹ lưỡng. Anh thiệt tình là anh không có tin nổi thím ba. Tôi thiệt lòng, tôi không nỡ để cho thím và gia đình thím khó xử đâu. Nhưng mà... Sao hả chị hai? Thôi vậy đi, tôi sẽ giúp thím giấu không cho má biết chuyện này. Nhưng đồng thời thím phải viết cho tôi một tờ giấy tay để xác nhận chuyện này. Nếu lỡ sau này có chuyện gì... Chị hai à, chị hai sợ em lật lọng hả? Mình là chị em sống cùng một nhà mà, lẽ nào em lại làm chuyện đó? Tôi chỉ có thể giúp thím như vậy thôi. Tôi muốn mọi chuyện đâu đó rõ ràng. Thà mất lòng trước, đặng lòng sau, thím ba thông cảm. Thì ra mày cũng không phải là đứa ngu dốt như tao tưởng. Nhưng không sao, để coi giữa tao với mày ai là người khôn ngoan hơn. Dạ, vậy thôi được rồi, em sẽ làm theo lời chị. Chị hai à, chị thiệt là tốt bụng với em quá. Em và má mang ơn chị suốt đời. Tôi không mong được mang ơn đâu. Tôi chỉ mong sao thím ba trả giấy tờ đúng hẹn được rồi. Dạ, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy mà chị hai. Em cảm ơn chị hai. Dạ, con mời má. Diệu. Dạ. Con ngồi xuống đây, má hỏi chuyện. Dạ. Hồi sáng tới giờ, chị em có bàn giao sổ sách chưa con? Dạ, xong hết rồi má. Có cái gì không? Dạ, có một khoản không khớp. Con đã hỏi thím ba, thím ba nói sẽ kiểm tra lại. Còn giấy tờ nhà đất, nó cũng giao hết cho con rồi chứ. Dạ. Bởi má biết mà, con kia Mỹ nó nhanh nhẹn lắm, nó làm đâu ra đó. Con á phải ráng bắt chước y như nó vậy, nghe chưa? Dạ. Thôi má vô ngủ đây. Chắc không sao đâu, thím ba đã viết giấy xác nhận đàng hoàng rồi mà. Ây chà, em đứng em mệt quá, mệt quá chừng luôn á. Ba ơi, con mệt rồi, con mệt rồi, con bay nha, con bay nha. Ủa, sao chưa ngủ? Sao con chưa ngủ không có chịu hả? Ngủ. Con bay nè, con bay nè. Đây đây má ẩm. Xong ngủ hả? Giờ này chưa ngủ nữa.
Sao con chưa chịu ngủ, không nghe lời má đây. Ấy, trời. Để anh coi con cho em đi tắm đi. Qua đây nè. Qua ba nha, má đi tắm cái rồi má vô liền. Dạy con ai khát sữa bú tay. Diệu ơi. Dạ. Thiểm ba giao sổ sách có gì không? Dạ không có gì hết anh. Ôi vậy là mừng rồi. Em có nhớ lời anh không? Dạ em nhớ mà. Ôi vậy được rồi. Tên để... Mình có nên nói chuyện này cho anh Phát biết không? Mà thôi đi, thêm một người biết thì tội nghiệp cho má con thím ba. Chuẩn bị bay nè. Yeah. Đứa bài. Dở quá đi. Ba ơi, con bay nha. Thôi, bay. Hay chưa, con đáp lên đầu ba rồi. Con đừng có xì lên đầu ba nha con. Dậu không? Đừng có chọt lét à. Má. Con cưng quá nội. Ý, ba nội. Nè con. Đố bà nội con đang ở đâu? Nè con. Giờ con bay xuống nè. Con bay xuống. Lộc ơi. Lộc ơi. Hay quá. Con có chịu qua bà nội không? Qua bà nội nha. Qua bà nội nha. Mình đã trở thành người thừa trong cái nhà này rồi. Bà nội quạt cho con nha. Mà không. Không đúng. Khi nào họ cần tới mình thì họ sai khiến. Còn khi họ vui đùa thì mình lại bị bỏ rơi. Dơ, để bà quạt cho con mát nha. Cái gì đây? Bây giờ anh lại đánh quần đánh áo để chơi với con nào nữa hả? Anh đi chơi với con nào? Anh nói coi. Anh vừa phải thôi nghe chưa? Anh làm quá là coi chừng tôi đó. Nè, buông ra coi. Cô làm gì vậy? Ai chọc ghẹo cô? Chính anh chứ ai nữa. Anh làm tôi tức chết đi được nè. Chồng của người ta biết lo cho vợ con đủ thứ hết. Còn anh á, nghe bản thân anh còn lo chưa xong. Em nói gì vậy? Khi khổng khi không em lại kiếm chuyện với tôi là sao? Kiếm chuyện hả? Anh biểu tôi kiếm chuyện với anh hả? Anh nói đi, bây giờ anh tính đi đâu? Thì đi uống cà phê với mấy người bạn. Không được hả? Không lẽ bây giờ em kêu tôi rú suốt ngày ở trong cái nhà này sao? Được thôi, vậy á, em đẻ cho tôi một cái thằng cu đi. Tôi hứa sau này á, tôi sẽ thay em chăm sóc cho nó, được chưa? Trời đất ơi, tại anh đó, tại anh hết đó. Anh đi ra ngoài đường ăn chơi tráng tán, còn hơi sức đâu mà coi như cái nữa. Tại anh hết đó. Nè, tại anh. Buông ra đi. Trời ơi, sao mà số tôi khổ vậy nè. Thôi, anh xin lỗi. Đúng rồi, tại anh hết. Anh xin lỗi em nha. Thôi mà, anh xin lỗi em. Anh tránh ra đi. Loan ơi, mở cửa cho anh đi em. Loan, anh biết em ở trong đó mà, cho anh cơ hội đi em. Anh làm rồi, bây giờ trong mắt tôi, anh chỉ là kẻ rác rưởi. Anh đi về đi, đừng có gây ồn ào ở đây nữa. Nếu như anh còn ở đây quấy rối, tôi sẽ nhờ hàng xóm can thiệp đó. Loan ơi, sao em nỡ nói xử với anh như vậy Loan? Có gì mà không nỡ, người như anh á, đáng lý ra tôi phải đối xử tàn tệ hơn nữa. Anh đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Loan, anh xin lỗi em mà. Anh biết anh có tội với em.
trên cơ hội để anh chuộc lỗi với em. Anh xin em mời Lan. Lan, mở cửa cho anh đi em. Anh biết là tội của anh lớn lắm. Cho anh cơ hội đi em. Lan ơi. Lan ơi, Lan. Lan ơi. Lan ơi, Lan. Anh xin lỗi em. Lan, anh xin em mà. Lan. Anh là kẻ khốn nạn. Anh đáng bị ông trời trừng phạt. Anh đang bị ông trời trừng phạt. Chị hai coi nhà à, để em chạy về nhà máy em chút nha chị hai. Ờ, thím ba đi đi. Dạ à, mà má đi chùa có nói chừng nào má về không chị hai? Ờ, má nói má đi chùa về, má ghé thăm nhà người bạn, chiều tối má mới về tới nhà. Ờ, thím muốn qua bệnh chơi á thì cứ ở đi, cơm nước ở nhà để tôi lo cho. Dạ, vậy em cảm ơn chị hai nhiều. Chị hai thiệt là tốt bụng. Thôi em đi nha chị hai. Thím ba đi đi. Dạ. Sao? Anh ta còn dám giác mặt tới đây nữa hả? Rồi anh ta có định giở trò gì nữa không? Không. Anh ta tới để gặp mặt Loan và xin lỗi. Xin lỗi Loan hả? Loan đừng có nhẹ dạ mà tin anh ta. Thái không có tin á là anh ta biết hối hận đâu. Loan không quan tâm tới chuyện anh ta có hối hận hay không. Đơn giản là vì Loan không muốn qua lại liên hệ với người đó nữa. Nhưng mà Thái yên tâm đi. Loan biết á là Thái lo cho Loan. Nhưng mà Loan không có dễ dãi như vậy đâu. Nếu mà nghe Loan nói vậy thì Thái cũng yên tâm rồi. Nhưng mà nếu như hắn còn dám mang phiền toái lại cho Loan, Loan cứ gọi mấy anh chị ở các phòng bên cạnh đó. Loan biết rồi. Nhưng mà Loan nghĩ là hắn ta không dám nhắc mặt tới nữa đâu. Loại người như hắn khó mà nói trước được lắm Loan à. Nhưng mà thôi đi, đừng có nói tới chuyện đó nữa. Nói chuyện của Thái nè. Ờ, Thái? Ủa mà chuyện gì? Nè, tính giấu tôi tới chừng nào nữa? Không phải là Thái được trường Lê Hồng Phong nhận về rồi hả? Ủa, sao vậy? Loan nghe tin này chính xác lắm mà. Đúng, đúng là trường Lê Hồng Phong nhận Thái về dạy. Nhưng mà... Ủa, bộ còn chỗ khác tốt hơn hả? Không. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, Thái sẽ về quê. Hả? Về quê? Hehehe
Chị hai, có dâu rồi, khỏe chị ha? Sao, lúc này chị buôn bán khá không? Ôi, cũng lai ra thôi chị ơi. Quán xá bị vợ ra nhiều lắm, cạnh tranh dữ lắm. Vậy à? Đâu có sướng như chị. Sướng gì? Ở cái làng này, chỉ có hai nhà máy của chị, nên khỏi cần cạnh tranh với ai hết trơn á. Nè, lấy cho tôi hộp sữa con rít sơ sinh uống á, loại tốt nhất đó nghe. Chà, cần cháu nội dữ ha. Đây. Của chị tốt nhất phải không? Tốt nhất đó chị. Mà nè, chị hai, sao nhà máy bên sông dạo này mất gạo dữ vậy không biết nữa? Có chuyện đó hả? Ừ, thì đó. Hổm rại, người ta mang qua nhà máy sớm định không chị? Tôi tưởng là máy hư vài ba bữa thôi, ai về đâu mới chịu qua nè. Nhỏ con Út tôi đi sai về, mất gạo quá chừng luôn. Được rồi, để tôi về tôi hỏi lại mấy đứa nhỏ coi làm sao. Nè, dạ. Tính tiền sữa, nhiêu á? Thôi má về. Mà tại sao vậy? Tại sao con không cho má hay chuyện này? Con nói với thằng Đạt rồi, con nói là máy hư thì phải kêu người tới sửa liền rồi. Trời ơi, đừng có để cho ba con người ta phiền hà rồi. Nhưng mà Đạt nói á, là má nói á, má giao nhà máy đó cho Đạt, cho nên là con á, đừng có xía vô đó. Vậy bây giờ con theo má qua bên đó đi. Con qua đó. Ủa, con phải qua bển chứ làm sao? Con coi máy móc nó hư làm sao thì kêu thợ sửa. Cái thằng Đạt nó biết gì về cái vụ máy móc, rồi thầy thợ vẽ sao nó hay vậy. Đi. Rồi, để con lấy xuồng con đưa má đi. Tí ơi, coi nhà máy. Đi. Loan à. Anh còn tới đây làm gì nữa? Loan, những ngày qua anh vô cùng ân hận. Anh biết tội của anh lớn lắm, khó có thể xin em tha thứ. Nhưng Loan à, anh biết là em thương anh, em rất thương anh. Em hãy vì bản thân mình cho anh cơ hội sửa sai nha Loan. Tôi thật không ngờ anh còn có thể mở miệng để nói với tôi những lời đó. Đúng, tôi đã từng yêu thương anh một cách mê muội, nhưng mà chính đôi bàn tay ác độc đó của anh đã bóp chết tình yêu trong tôi rồi. Bây giờ nhìn thấy anh, tôi cảm thấy ghê sợ và khinh bỉ. Đi, đi ra khỏi nhà tôi đi, đừng để tôi phải nặng lời thêm nữa. Loan, em đừng cay đắng với anh nữa được không? Anh van xin em mà, em cho anh cơ hội đi. Anh biết tội của mình rồi. Loan à, nhà Loan, anh biết anh sai rồi, cho anh cơ hội nha Loan. Anh làm gì vậy? Anh định lừa gạt Loan một lần nữa đó hả? Anh mà không ra khỏi đây thì đừng trách tôi nghe chưa. Anh Hiệp, anh tưởng rằng tôi có thể yêu thương anh thêm một lần nữa hay sao? Không đâu, chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Bây giờ tôi đã biết được người nào yêu thương tôi chân thành. Chắc anh không ngạc nhiên khi biết tôi và Thái bây giờ là một đôi rồi chứ. Loan xin lỗi Thái.